Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời chư quý thính giả cùng chư quý đồng đạo lắng nghe quyển Khuyến Thiện, tức quyển 5, đoạn đầu và đoạn chót viết bằng văn Lục Bát, đoạn giữa viết bằng lối văn Thất Ngôn, gồm 776 câu, xuất bản lần đầu năm 1942, ngài viết tại Bạc Liêu năm Nhâm Ngọ 1942. Tác phẩm này khởi đầu bằng câu "Băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn" và chấm dứt bởi câu "Sĩ xuất văn từ dốc giải khuyên". Nội dung: Đức giáo chủ nhắc tiểu sử Đức Thích Ca và luận về tám sự khổ trong cõi ta bà và pháp môn tịnh độ, về cách diệt ngũ trược, trừ thập ác, hành thập thiện. Kính mời quý vị cùng lắng nghe các độc giảng viên thành kính diễn ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Băng tâm ngẫu hứng thừa nhàn, theo đòi nghiên bút luận bàn tục tiên. Ta là cư sĩ cấm điền, lo nghề cài cuốc cùng chuyên tu hành. Xa nơi tranh đấu lời danh, giữ lòng thanh tình tánh lành trao triêu. Gắn công trì niệm sớm khuya, thân tuy còn tục tâm lìa cõi mê. Chỉ toàn dẻo giống Bồ Đề, kim người lương thiện dắt về Tây Phan. Giải khuyên những kẻ ngộ ngang, biết câu lục tự dịnh đàn tự ân. Ở trần sự trọn nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật gửi thân liên đài. Cầu cho mối đạo quần khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần. Sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió vàng. Phật đài phương Phật mùi hương, cúi đầu đảnh lễ cậy nương đức màu. Từ bi quay lực nhiệm sâu, độ con thoát chúng ưu sầu trần ai. Nam mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh. Dưới đây lược tả sách kinh, cho trong nam nữ hữu tình thì coi. Lời lành của Phật truyền rồi,
đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tàn. Tiếng kệ từ bi quá diệu trầm, diệt lòng tham vọng, diệt thân âm trần tịnh độ giác thuyền, trị dục tâm phải rõ nghiệp duyên trần câu tàu nghe rành chánh pháp thoát tà dâm. Phù sanh nhược mong đời lao khổ, tịnh trí tu thân khỏi lạc lầm. Hào quang chư Phật rọi mười đạo pháp, xem qua chớ gọi thương. Chuyên chú nghĩ suy từ cổ công gìn giữ tâm thuần lương. Lòng quảng ái xót thương nhân trùng bụi lỗ lăng Phật giáo suy đồi. Kẻ tu hành ai nỡ yên ngồi mà sớm kể chiều kinh thông thà. Mình đã gặp con thuyền bát nhã có lý nào ít kỳ tu thân. Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công hoằng qua. Nền đại đạo lưu thông khắp cả bậc tiên hiền đều trong Phật gia. Rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa, giống bác ái gieo sâu vô tầng. Sao nhầm bối phong trào tân tân, đua chen theo vật chất văn minh, nên ít người khảo xét kệ kinh, được dắt chúng hữu tình thôi.
thoát khổ. Thêm còn bị lắm khoen dòng tố, lời tà sư ngoại đạo gieo vào, cho nhân sanh trong dạ nung nao. Chẳng dình chặt cương xưa mạnh mẽ, dùng thế lực dùng nhiều mánh ơi, khóe cám dỗ người đặng có khiến sai. Chúng nằm không hưởng của hoành tài, để khốn khổ mặc ai trôi kề. Mắt thấy rõ những điều tội tệ, tai thường nghe lắm dòng ru người. Thêm thời này thế kỷ 20, cố xô xẹp thần quyền cho hết. Người nhẹ dạ nghe qua mê mất, rằng nên dùng sức kỳ mạnh cạnh tranh, được lợi quyền lại được gian danh, bài xích kẻ tu hành tác phước. Làng sống ấy nhiều người đón ơi rước, dục mi dân tâm sôi nổi tràn trề. Cổ tục nhà phi bán khinh chê, cho tôn giáo là mùi thuốc phiền. Ai nếm vào ác là phải nghiền, chẳng còn lo trang võ đấu chinh. Lấy xác thân dẹp mi nổi bất bình, bỏ đức tính của câu nhân quả. Dầu ai có bền gan sắt ơi, đá cũng đồng lòng trước cảnh ngựa nghiêng. Đạo diệu màu gặp lúc trưng chuyên, phận môn để phải lo dung quen. Tầm sức nhỏ còn làm nên kén, không lo có thèn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, với tính nữ thiện nam Phật giáo. Nên cố gắng trao thân dình đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Đồng dẹp bớt âm thanh sắc ơi tướng, lo chấn hưng ơi Phật pháp mới là nói cho đời hiểu Phật Thích
ca. Lòng tự giác xả thân tầm đạo, ta cũng chẳng hoàn toàn thông thạo, nhưng phân cùng bốn đạo xa gần. Có một điều già trẻ ân cần, là phải biết nguyên nhân Phật giáo. Hồi thế kỷ khoảng trong thứ sáu, trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa, Pháp giáo chưa biệt lập tam thừa, thuở Trung Quốc nhà Châu chiêu đế. Bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La về, có đức vua Tịnh Phạn Nhân Từ, khắp thần dân lạc nghiệp an cư. Trên chúa thần tôi ngay phò ta, đức hoàng hậu ma gia phong nhà, sắc đẹp dường nghị ngọc thốt qua cười. Một hôm kia vẻ mặt vui tươi, đến trước bệ tâu cùng thanh thường, rằng thần thiếp nhờ ơn chung hưởng của hoàng gia, cũng được vinh quang. Kể từ nay thiếp muốn ở an nhàn, dưỡng tâm trí lần xa thế trường. Chẳng phiền kẻ hầu sao đón trước, chỉ trừ người ý hiệp tâm đầu. Xin một điều ở chốn lòng lâu, tập đức tánh khoan dung đại độ, tránh tất cả những điều thô lỗ, chẳng ưa gần kẻ bảo ngang tàn. Thiếp cúi đầu ngưỡng vọng thiên nhân, phê cho thiếp những điều xin đây. Vua nghe xong vội vàng đứng dậy, bèn chuẩn y tòa y vừa lòng. Bà tâu thêm ở trước đền rồng, xin thánh thượng bao dung kẻ khó. Lòng yêu dân dí như con đó, tội giảm tha đòi giúp cơm tiền, cứu dân nghèo trong lúc đào điên, lấy đứt rộng bủa trong ba tanh. Vua hứa chịu giúp người đói lành,
bà lui về cung điện nghỉ ngơi. Đêm trăng thanh gió mát thành thơi, tiết quà thuận khắp nơi quá nở. Đức Hoàng hậu trong lòng hân hở, giấc chim bao bà thấy lạ lùng. Bạch tượng từ ở chốn không trung, bỗng xa xuống mình bà hối hận. Vừa tỉnh giấc mơ tiên mới làng, khắp phòng quê thơm nức mùi hương. Bà rào chân bèn bước ra vườn, truyền thị về thành vua lại đau. Vua ơi lời đến nơi qua thảo, lại gần bà sao rất quái kỳ. Tay chân bèn rung rẩy một khi, muốn quỳ xuống mắt giường tâm tôi. Thần tiên trên không ca trỗi rằng ta mừng vua hữu thiền căn, sắp có con thế giới chẳng bằng, sao người ấy lập nên đạo càng. Vua nghe xong cúi đầu bái tạ, liền phán cùng hoàng hậu Ma Gia: có việc chi vội vã dời ta, khá nói lại đầu đuôi tường tất. Bà thuật ghi rõ chim bao trong giấc sinh, vua vời ít kẻ bàn dùm. Các thầy bàn được linh vào cung, nghe xong xả tâu rằng đêm ngày thăm thoát đông ni qua hạ chí, bà trổ sanh ni thái tử đẹp tươi. Mặt trang nghiêm khi phát trí hơn người, vua cùng khắp thần dân mừng rỡ. Họ Thích Ca từ đây cũng mơ ngỡ sẽ có người nối nghiệp hoàng gia, liền đặt tên là Sĩ Đạt Tha. Cả triều chính treo qua có nhà sư cách thành mấy dặm, thường ở ăn trong sạch hiền từ. Lòng thân ngay chẳng có gì tư, đời thanh tịnh dình theo đạo. Ông lại được thần tiên
vẫn chỉ hiểu thiên cơ thôi, mỗi diệu quyền. Ông là người Bà La Môn Tiên, A Tư Đà Tiên Hiền, tên Lào. Thời buổi ấy vua ưa người đạo, bèn vào chầu tâu trước bệ rồng, xin vua cho ông bước vào trong được ý kiến tử hoàng luôn thề. Ông xem xong bỗng liền xa lệ, vẻ mặt buồn chẳng thốt ra lời. Thấy lạ lùng vua bước đến nơi, liền phán hỏi bảo ông phân rõ. Trước cung điện ông liền bày tỏ rằng tử hoàng chừng được thành nhân, lìa đền đài khổ cực chẳng sờn, tìm đạo ly dắt diều sanh chung. Ngài sẽ được thế gian ca tụng, chắc phần Ngài quả Phật vẹn tròn. Buồn vì tôi tuổi lớn sức mòn, chẳng sống đặng nghe lời Phật thuyết. Cả hồng trần đau thương thống thiết, nhờ Ngài mà diệt nẻo luân hồi. Vô phước nên tuổi bấy phần tôi, chớ chẳng có điều chi lo Ngài. Đức Hoàng hậu đến ngày thứ bảy, dứt nở trần nên dội quý tiên. Có bà gì thay thế mẹ hiền, dùm săn sóc trong non thái tử. Khi lớn lên cho người dạy chữ, lúc vào trường chẳng học mà thông. Buổi trưởng thành vua vẫn hằng mong, cho thái tử đừng lìa cung điện. Hội triều đình các quan lựa tuyển, nàng vô gia được chọn kết hôn. Vua nghĩ rằng muốn tâm yên ổn, chọn cung phi mỹ nữ làm trò. Cất đền đài lộng lẫy đẹp to, Ngài ca múa đêm bài lời là. Lòng thái tử cũng không siêu ngã, ra khỏi đền du ngoạn một khi. Buổi đầu tiên gặp những chuyện gì, gặp cụ lão tay nương gậy chống. Ngài xem qua lòng bèn cảm đồng, lần thứ hai
Ngài thấy kẻ ốm đau, xét coi trần trong già héo xào, chi xiết nổi nung nao còi tàm. Lần thứ ba xe lìa khói chạm, được trông nhìn kẻ chết đang khiêng về đền đài, cảm xúc khi buồn riêng hằng để trí tầm phương dài. Lần thứ tư vừa đi vào mắt, bóng gặp người tốt đẹp trang nghiêm. Nào về đâu trời đã ấn điềm, giả tăng sĩ gợi lòng Ngài hiểu rõ ấy là phận sự, phải xuất gia tầm đạo mau mau. Liền hoài xe ấy trở lại lái chào, xin dương phụ lánh xa mùi thế. Vua buồn thảm dùng lời khóc kể rằng cha già biết khi cậy nhờ ai, khuyên con nên nơi ở đài lo nói nghiệp sau tu chẳng muộn. Lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya len trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xa sông pha bờ bụi. Ngài thuở ấy nên 19 tuổi, tâm đại hùng cương quyết khi tu trì, trải bao phen lao khổ xiết chi, sao ngài đến rạch đi liên thiền. Thấy có qua cảnh bắt đi tham thiền, ngồi khổ hạnh sáu năm bên đạo gần đất ma dương theo khuấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan. Ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và lần bước phô trương độ ngài bèn xét ở trong Phật ơi chúng, các chúng sanh đều có như ta.
bị vô minh dòng tường dài ta nên quay lộn ta bà cõi khổ. Lòng thương chúng thiết phương tình đổ đặng giấc diệu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dường. Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng thoát mê đồ dứt cái cuộc luân hồi, xét cõi trần sống khổ dạt trôi vô lượng thứ ở trong thế gian. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ tình độ vui, tình độ nhàn vui. Cảnh thanh minh sen bao nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đau. Vì phần ta rất yêu mến đạo, chẳng nể chi trí xiển tài sơ. Lấy lời xưa kết lại ít tờ, cho thiện tính rỗi nhàn xem xét. Dứt mê tâm dứt điều hờn ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chỉ hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giao. Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo, khổ ta bà nhiếp lại tám phần. Bởi chúng sanh mang lấy xác thân, khổ thứ nhất sự sanh là gốc. Vào bụng mẹ chung quanh bao bọc, có khác nào ở chốn ngục tù. Bụi mẹ đau quyết kiệt hành thâu, lúc mẹ đói giường treo lòng bông. Ta kể sơ những điều bi thống, mẹ no cơm chật
chọi khó khăn. Khi ra đời đau đớn vô ngần, cất tiếng khóc nếm mồi dương thế. Đoạn lão khổ thứ nhì sinh kể, từ trẻ thơ đến tuổi thành nhân, hết tráng cường đến lúc mòn thân, răng lần rùng lưng còng gối mỏi. Nằm đi đứng đỡ nâng chống chọi, thử nghĩ coi lao nhọc cùng chăng. Đoạn thứ ba ma bệnh làm nhân, đeo hành phạt sát thân ô quê. Bởi thời thế chuyện xây biến thể, thêm uống ăn chẳng được điều hòa, là nguyên nhân căn bệnh phát ra. Thân trằn trọc hôn mê nhức nhối, cơn bệnh hoạn càng không tránh nổi, còn mang thêm tật nọ tật kia. Rồi từ đây đến lúc chia lìa, đoạn tử khổ thứ tư phân dài. Trên dương thế hữu hình tắc hoài, có sanh ra khổ hài đâu trường. Trải bao phen dài gió dầm mưa, ngài kiệt sức quyển thân tan nát. Gần hấp hối tâm thần sao xác, trí vận dơ kinh sợ vô cùng. Rồi mòn lần đến lúc lâm chung, giả coi tạm theo đường tội phước. Nhiều phương thuốc ngừa sao ngăn trước, mà cũng không thoát luật tuần hoàn. Dầu ẩn nơi cùng cốc thâm sơn, chẳng trôn lánh từ thần cho khỏi. Đoạn thứ năm nghĩ suy tìm tội, cầu chân thành những việc thích ham. Người trên đời ai cũng lòng tham,
muốn phước thọ phẩm hàm tiền của. Nào vợ đẹp hầu sinh là lùa, không được thì bực tức ưu phiền, cả tâm thần điêu đứng đào điêu. Vậy có phải khổ hay là chăng? Đoạn thứ sáu biệt ly cay đắng, người mình thương bỗng lại chia lìa. Khi khóc cứ than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột tầm chua xót. Ở thế gian mấy ai thoát lọt, nợ gia đình đeo đắm căn duyên, cơn nguy nghèo thân thể trung chuyên, kẻ lưu lạc người chờ trong mày. Cuộc tan hiệp hiệp tan ân ấy, đến xong đời để lại sầu ưu. Cái khổ này giàu lắm trí mưu, cũng chung chịu như người tâm tôi. Đoạn thứ bảy khổ hoàn tăng ơi, hội hệ thương nhau tất có ghét cơ nhau, thường tranh đua tiên thấp lời cao, chẳng nhẫn nhịn thành ra cừu khoan. Muốn tránh xa đừng trong tâm vàng, cứ gặp nhau mắt tựa kim châm, làm cho người đau đớn âm thầm. Khổ như thế diễn ra mãi mãi. Đoạn thứ tám ưu sầu lo ngại, cuộc tang thương dẫu bể cánh trần, nghèo thì lo một nỗi nợ nần, lo đau đói liệu cơn buồn. Duyên số phận mình nhớ sạch rầu gia đình, chúng bạn khinh cười. Giàu thì lo chen lấn với người, miễn cho được đầy rương đầy tô. Có dương thế góp tôm bão thổ, sợ gian phi trộm cướp rình mò, lo tước quyền cho được thơm tho, sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng trả. Ôi cả sang hèn chẳng ai thông thà, sao nhân sinh cứ mãi đắm say. Chẳng tu thân đặng giữa Phật đài cho thông
thông thả hưởng mùi sen bao. Thần thức nhập thái sen tinh hảo nên khỏi màng lo nỗi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi vì khổ lao. Thể thanh tịnh thường không quyên ngày nào, hết lo toan nắng lạnh gió mưa. Khổ bệnh kia bởi đó mà chưa ta thoát cuộc lao đao vì nó. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ tánh an nhiên, bất diệt trường tồn. Tự thần kia đâu dám dắt hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Cuộc y thật muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Cả hai chốn thái đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đắn đo. Dứt ai ân quyên thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Chữ hòa thuận kể sao cho xiết, tâm đồng nhau thương thiện vui vầy. Cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngàn. Sẵn vị ngôi rành phân thượng hạng, khỏi khổ cầu oan ghét gặp nhau. Thân tâm thường trụ hết rạc rào, chất thô trượt tiêu tan mất càng. Cõi tịnh độ lắm điều thanh nhãn, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chốn ta bà tim lùng dầu mòn, thân tứ đại của người cùng thế. Mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trong Phật. Đơn lâm chung quả lành đâu mất,
cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tinh hằng hờ, chừng quả đến e cho khoan tranh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kéo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quan nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chung. Trong một nước nhân tài hữu dung, kẻ tu hành đa phước tây nên. Quý cư trao thân tánh hành cho bền, niềm ơn nghĩa toán đền dứt nợ. Áo sen bao Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Ráng tu cho quỷ kiếp thần khâm, được tâm phát Bồ Đề vững chắc. Giờ đừng cho ma vương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng. Thắng thất tình giữ vẹn đạo trung, trừ lục dục chớ cho ô nhiệm. Thập tam ma diệt bằng trí kiếm, nhị rứt xong rồi vô sự thành thôi. Biển hồng trần lao lý diệu vơi, xô đẩy mãi trong vòng ngũ trường. Thân hôi tâm muối rồi đón rước, thêm nhọt u ghé lá cứ phong cùi. Đâu lúc nào toàn vẹn yên vui, là kiếp trước ta xin kể trước. Dòm việc quay ngắm điều bảo, ngược mắt cứ trông vào những chỗ đê hèn. Nào được xem cảnh báo đài sen, nghĩa kiến trước dài ra như vậy. Chi vẫn vơ tưởng đó nhớ đây, thiết mưu kế toàn bề thăng thôi. Ghi thù quán chương điều đáp đối, nên ma phiền nào trượt đắm. Chuyện luân trong nhân vật các loài, căn mờ ám làm điều dại dột. Chúng sanh trước ta đã kể nốt, còn thứ năm làm
mạng trượt chung. Số giàu sang hòa phước bằng cùng, giàu hoa nguyệt thung dung cầu thang. Đẹp mắt mến điều mới lạ, sáng quay quyền hối lộ gần xa. Nghèo a vua bờ đỡ nịnh ta, khó trộm cướp cũng là nhớ sâu. Nguyện cùng Phật dứt duyên trần câu, phải trừ thêm thập ác quyển thân. Khuyên nữ nam suy nghiệm ân cần, ác nơi khẩu nhất là lương thiệt. Với người này dùng lời tha thiết, đến kẻ kia đâm thọc cho gây. Khá chừa đi hương đảng bớt rầy, dùng sự thiết giải bài tâm tri. Người choáng nhau tại mình gia vị, mà cũng không hưởng được lợi danh. Sao rõ ra chúng lại ghét ganh, chiêu cảm quả bất lành thêm nữa. Ác thứ nhì ý ngôn chất, chứa đợi cho người lầm lỗi xéo dài. Của tiền nhiều tư phú rằng hay, chủ ý thế nhiếp xài kẻ dưới. Lắc léo chỉ có ba tấc lưỡi, quan ý khôn mạt sát dân ngu. Nghèo ý lành lao sượt lu bù, ôi thấy thế lòng đau tở cắt. Khuyên ba tấm giữ gìn cho chặt, đừng để cho quỷ dắt cái đường câu. Dùng ý từ ngôn mi nói tầng đáy lòng, dầu trên dưới cũng không mấy khác. Chúng vô phước đời này dốt cơ nát, người khôn ngoan chia dần làng. Lời trang nghiêm êm mai thốt ra, đừng bao biếm mới là nhân thiện. Tới ác khẩu thứ ba bài biển tiến tục tăng nào. Chửi cha mắng mẹ lăng xăng, chẳng kể đến luân thường thảo hiếu. Hâm đắm giết những người hèn yếu hiếp sớm chòm,
gia đình chửi rủa liên miên, hết dương thế kêu sang thần thánh. Chẳng kiên nể Phật trời thương y cảnh, cõi long cung mời thần tối ngài. Đời ám mưu tội trạng thảm thai, khuyên ba tánh ba già ráng bò. Cương tổ phổ còn rối lại đó, sao không theo nể nếp gia phong. Chữ thánh thần đâu có mất cứ lòng, mà kêu réo đông tây nam bắc. Mấy câu trên toàn là rồng rặc, những đàn bà khe khắc kỳ cháu con. Kể từ nay phải giữ cho tròn, không chừa dứt ác mang tai ác trần. Lửa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoạn chánh hiền từ. Tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đông. Ác dòng ngữ thứ tư cũng cấm, nói thêm thừa quyên hoặc đủ điều. Ghét người thời kiếm chuyện dệt theo, thương diện lẻ thấp cao bào chưa. Đời bất công mấy ai xem sửa, trên điều hòa dưới chẳng phục tòng. Khuyên nhân sanh lấy lẽ chỉ công, mà ăn ở nói năng chân chất. Phật từ bi độ trong nhân vật, là luật kinh dài rất tinh tường. Nếu chẳng nghe hồn dương tai ương, chừng ấy mới kêu mời khó rước. Người dương thế chẳng ưa bốc xước, Phật thần nào gần kẻ xảo ngôn. Đã tu hành đừng có bôn chôn, tưởng hay giỏi khoe khoang tài cán. Người hiểu rành mới càng thêm chán, chỉ bằng ta bỏ lối trớ treo. Nói với ai cũng phải lừa điều, đừng trao chát cho người khinh dè. Tà dâm thứ năm càng tệ, chúa hôn mê chiếm đoạt thế thần, làm đảo quyền tất cả quốc dân.
hoàng cung dâm loạn. Tội lỗi ấy diễn nhiều thảm trạng, từ xưa nay trời đất đâu dung. Giàu của nhiều dâm hiếp bần cùng, quan lấn thế dâm ô dân trai liều linh điều này nên bỏ, đừng phá trinh hại tiếp nữ nhân. Gái lặng lơ tiếng quyền lời đơn, qua có chủ đèo bồng tình tiếng gọi nữ nam ơi ơi, bỏ những điều điếm nhục tông môn, đừng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu gìn theo đạo. Hàng phố nữ gương xưa nói chi, những mẹ hiền dâu thảo rối truyền, niệm Phật mà gây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nòi giống. Thờ Phật đạo tình cơn ác cơi mộng, thoát mê đồ thượng phóng quang minh, ráng hiểu rành tiếng kể lời kinh, sao ấy là đạo tặc. Lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt nghi mồ hôi, phá lương dân già hồi ngày làm lùng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật tập tành đủ thứ, nào đào tường khoét vết đi quân đồ, tội chập chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi. Nay đức huệ từ bi đã rồi, vào thâm tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thối vô nghi, của phi nghĩa làm chi xong chuyện. Luật nhân quả thật là cao diện, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Vậy ta nên làm việc thẳng ngang,
bền chi có ngài thông thà. Ác thứ bảy sát nhân gây và tánh hung hăng đâm chém chặt bầm chất chứa điều hung dữ trong tâm chờ đắc thế ra tai hà xa. Viết đến đây động lòng rào ơi rạc gầm nhiều người bội bạc thâm ân nào kể chi là đạo quân thần tôi giết chúa con đành xác phù. Lúc nguy cơ ta mong hai chủ trò giết thầy tội ấy đáng không thêm chồng giết vợ vợ giết chồng niềm huynh đệ cùng nhau sâu xe cũng hiếm lúc con còn giết cơi mẹ dành của tiền cốt nhục giết nhau tranh lợi danh giết lẫn đồng bào tình nhân loại phân chia yểm bách giết sanh vật đầy lòng kêu cách tưởng rằng mình như thế là quan khuyên ba già ba tánh diệt đàn chớ sát hại mạng người như thế bớt giết vật đặng mà cúng ơi tế gầm thánh thần đâu có tư riêng rủi ốm đau bởi tài cắn tiền hoặc hiển kiếp làm điều bao ác phải ăn năn phước điền tạo tác lo thuốc thang khẩn giai Phật trời nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời xuống phước rộng từ bi hỷ xa đấng thần minh công bình trực cư già đâu ăn lo đổi quả làm mai mở tâm linh nghĩ đến đoạn này điều quả phước ấy cơ báo ưng chẳng biết thân còn toan chưa đừng quả bất lành chưa trả dai thêm cầu cho đời sống lặng gió êm đặng bá tánh an nhàn tu niệm. Ác thứ tám là lòng tham hèm muốn bao gồm của thấy một mình tham nhà cao cửa rộng thân vinh tham giường ruộng cò bay thẳng
của người, thèm kho nước miếng tính làm sao lường gạt lấy đi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu sâu tốt cùng là dồn chưa. Nhớ lời Phật khi xưa dài xưa của thế trần, như mặt dính dao trẻ tham ăn cây miệng liếm vào, chừng đức lợi mới là hối hận. Tham của tham làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường vướng nàng eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Lúc tận số nằm trơ một xác gắm kiếm tiền, bội bạc bất cơ tài, không làm cho ta được sống dài, lại chẳng bước tiến đưa một bước. Thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt lo vung trồng, còi phước về sao. Muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Tâm chánh niệm thường thường suy ngày, vật ở trần như bọt nước làn mây. Thân ta còn rài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp. Ác thứ chính hận sân luận tiếp lửa trong tâm, chẳng đốt mà lần nỗi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà toan giữ tánh sân nổ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian dần hờn nhau thù oán dây tràn, mới có cuộc tranh tài đấu lực.
tự đắc khoe khoang vọng sức. Phải bị người hèm khích ghét ganh, thua họ ngươi làm chuyện bất lành, gây nghiệp dữ hoang hoang tương bao. Trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỷ như con cọp giữa trên rừng, gặp thịt toan câu xé tưng bừng, phân từ manh mới là thoáng già. Việc được nó tâm trần thông thà, ta thường nên tập tánh khoan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuân. Và nhân nhìn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mời đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thuyết từ bi. Ác thứ mười đoạn chốt mê si, nguyên tâm tối từ hồi vô thị. Màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận nguyện làm chân, lo quyền thân vật chất kém hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Chết lưới nghi đeo điều phiền phức, bình rịnh đời cực khổ tan thương. Khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Việc mê si phải nương thuyền giác, muôn việc làm chính trực khôn ngoan. Đừng bà đâu tin bướng nghe càng, làm ngu mũi đọa thân uổng kiếp. Ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho. Trồng cây lành vị quả thơm tho, tuy
tuy không thấy mà sao chẳng mất. Dầu ai có cười ta khờ khật cũng đừng phiền, sao lắng nghe chân tâm. Mong tiếng kêu thấu đến tòng lâm, cùng thiện tình ba gia hưởng ân. Muôn Phật giáo từ đây bền vững, đừng riêng lo lời dưỡng một mình. Nếu xuất gia thì phải hy sinh cả vật chất tinh thần lo đào, chớ giả vui mà mang sắc áo, mượn bồ đề chuỗi hộp loè người, làm cho dân khinh dễ ngạo cười. Tội lỗi ấy luật nào dung thơ. Tôi còn ham chay tòa đám bự, đặng thế gian dừng cúng bạc tiền, dối rằng lo tu bổ chùa chiền, mà làm của xài riêng cho thoảng. Bao làm sao dân không xa ngã, nghe lời rù tông nọ phái kia, cả tăng đồ trong nước chia lìa, riêng pháp bảo riêng chùa riêng Phật. Trong ba tánh sầu thành chất ngất, mãi nan chẳng biết đàn nào. Lòng mến yêu chẳng nề công lao, mượn bút mực đôi lời trần thuyết, tùy tiện tín hiểu ta giả thiệt, làm hay không chẳng dám mép này. Nguyện mười phương chư Phật đáo lai, đồng tiếp dẫn chúng sanh giải thoát. Đêm thanh hiên nguyệt giữa cày, nhìn xem thế sự náo nề tâm can. Từ ta nương chúng Phật đàn, dứt tâm trần câu chẳng màng ngày vinh quê. Trần hoàng thiện ngày tính còn mê, thêm lời dục thúc gọi về nghe đàn tu. Dốc lòng dạch ngút mây mù, đặng diều ba tánh đường tu chen vào. Lời thầy càng to
để truyền hậu thế vàng thao lộc lừa. Câu cầu thuận gió hòa mưa, ăn hòa nhân vật phước thừa trời ban. Câu cầu thoát chúng gian nan, cầu trong chư quốc chư bang giao hòa. Tôn cầu yên nước lợi nhà, cửu quyền thất tổ Diêm La thoát hình. Tôn cầu Phật quá tánh tình, lời mẹ chẳng buộc nhé mình tiêu giao. Tô cầu cửa Phật đặng vào, gót sen thông thả xiết bao thanh nhàn. Tô cầu bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban phép lành. Tô cầu thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Cõi trần đừng đắm ngựa xe, đeo tuồng mộng quyển lập lè sắc hương. Tô cầu trăm họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật tai ương chẳng còn. Tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận cháu con thảo hiền. Tu cầu giữa kề chân nghe Phật xa miền trần lao. Tô cầu chống hết binh đau, gặp đời bình trị xiết bao vui vầy. Mắt nhìn chữ Phật đông dày, thành vàng điển ngọc trò thầy đăng tiên. Ai mà muốn đặng phước duyên, nghe lời khuyên thiện lòng liền phát tâm. Tô cho rõ mối quyền thâm, quy đầu Phật pháp khỏi lâm tai nạn. Phước đức quý hơn bạc vàng, những người bạc ác giàu sang ít gì. Chi bằng ăn ở như
gì người trên. Hiếu trung lòng chớ vội quên, sống lo trọn đạo thác lên tiền đài. Nam mô miệng niệm hằng ngày, lanh lời vua Mỹ học rài kể kinh. Trao tâm luyện tánh cho minh, chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Lòng tài nghe rõ tiếng đờn, không dây không phím quán hờn cùng không. Đờn tây rồi lại đờn đông, trách trong ba tánh gặp sông quên nguồn. Phàm trần như chỉ rối cuồng, mà còn sai đắm theo tuồng lặng lơ. Lời lành mắt lấp tay ngơ, đùa theo vật chất hận hờ đàn tiên. Hố sâu tình dục lại ghiền, ghiền cho đến lúc chúng khiêng quan tài. Nhắm mắt cùng nắm hai tay, đâu đem tiền của đêm dài hầu nó. Chỉ có tội phước hỡi còn, đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài. Phước nhiều tiên cánh lên rài, tội nhiều xa đoạn nhiều ngày thảm thế. Chừng ấy mới biết chính ghê, ăn năn chẳng kịp khó bề tính toán. Ngày nay sớm đến Phật đàn, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Tội tiêu phước hương ai trường tồn, không còn mắc nẻo dài khôn luân hồi. Thấy đời khó nổi yên ngồi, thêm lời thầy nhắc một hồi thấp cao. Nữ nam muốn rõ âm hao, ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Ngôn từ đạo hạnh ý thầy khuyên, hạnh đức ân cần ráng tập chuyên. Thất tổ cửu quyền nơi chính xuôi, mỉa mai xa lánh sáu đường duyên.
vô thường thầm thâm, dị ý truyền danh ngôn chép đề rạch đàn tiên. Cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ xuất dân từ dốc dài khuyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.